Hình như tôi chiều các em quá, các em quên subscribe channel của tôi rồi đúng không ạ? Nếu không phải trả giá, em sẽ chấp nhận. Bởi vì anh biết đấy, ra rồi làm ăn bươn trải. Liều thì ăn quẩy, không liều thì ăn cất. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt quẩy. Làm ăn muốn kiếm được tiền, phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm thì cũng trong tầm kiểm soát. Chậm. Xã hội này ngu, nói thì cho nó nhanh, nó dễ hiểu. Còn xã hội này sống muốn người ta ăn cất mình ăn cất. Người ta trước những người ăn cất mình thì mình phải nên tôn trọng. Không phải là người ta ngu, không phải là người ta dại. Bởi vì những người đó coi mình là anh em bạn bè thì mình vỡ lở, khó khăn khổ người ta đưa cất. Ăn xã hội là ngu, nói từ nó nhanh thì nó dễ hiểu. Hey yo motherfucker, get your shit đúng không? Let's go. Anh hoàn toàn là em chỉ nói anh một câu này thôi. Em có sai thì ai chưa? Em có làm gì thì chưa? Chứ không phải trả giá, em cũng xin chấp nhận. Bởi vì anh biết ra sao rồi mà đưa trả. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Có thành công thì phải chấp nhận đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận bảo hiểm nguy hiểm tí. Nhưng trong tầm kiểm soát anh hiểu chưa? Sau này chỉ có làm thì có cần đủ kỹ năng, chỉ có làm thì có ăn.